có hai thằng bè nữa đó. Châu và đồng bọn. Good day, champion. Đó, giờ mình đậu má, giờ mình lấy đờn qua đây cái mình quẩy, mình phá nó. Đúng. Trời ơi, tao bắn súng tao còn sợ phái, lỡ lỡ sợ đéo. Đúng đó. Được đâu? Đóng cửa lại luôn cho nó mát. Vậy gì? Chiều hôm ấy. Chiều hôm ấy. Chiều hôm ấy thì nói với Nero rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Đi đâu đi, người đồ đồng thay hả? Một chút mơ chờ đợi.
thương lớn mà xa như khói mây. Một chút hết lời ai. Một chút cho em ngừng em nó được rồi. Never had luck, never needed it. Cho em ngừng ăn chứ. Thấp quá, cái đấy thấp quá. Một chút nhớ anh đây, một chút mơ chưa đầy, một chút yêu thôi mà xa như khói mây. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa âm thầm. Nè, để ngày nhau bắt vô nè. Một chút anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút yêu thương mà xa như khói mây. Một chút gió thanh mắm. Ờ, đúng rồi. Một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi mà sâu như gió ngầm. Một chút nhớ anh hai, một chút mơ gấp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỏi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút thương biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố dù lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Trái tim anh đã thắm máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên đừng tan nhanh. Ngày mai từng sắt thấy giữa lòng ngực là hình bóng em. Đừng để em đi, đừng để em đi. Lấy ra là thế yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt trào khiến em giờ ở nơi đâu. Dù khi cô đơn diệp nay từng cơn, em ơi bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình ơi, tay mình đừng buông ra. Chạy theo em mà không trời xa, lắm em mời người ơi tình ơi. Chạy đi đâu để có niềm vui vui chốn nỗi buồn. Hà Giang cũ còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng em vội thay. Anh nhớ lại kêu một mình nhớ một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng. Nhìn vào mắt của em giờ đây, khóe mi anh lệ tuôn thầm cay. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Trời theo em mà phương trời xa, lắm em mời người ơi tình ơi. Chạy đi đâu để có niềm vui vui chốn nỗi buồn. Sáng cũ còn chưa kịp ai, lá kia sao lòng em vội thay. Anh đã
Rồi bóp giấy. Hay lắm bò. Okay. Rồi bài cuối dạy tim à. Hay lắm bò ơi. Ngồi lặng im nghe kể về anh ta và mơ mộng đêm lại. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng như có lòng say. Để có thể ngắm em từ xa, ôi em hơn cả nguồn sống không chớ thu mẹ lại vừa bằng một cô gái. Thấy anh vẫn xa lặng lẽ kế bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Cái ép gì quả đấy mà mình không giết thì bên mình đâu còn đam đâu mà giết. Có ai ăn được không? Cái... đi đàn hát hay châu hát cái phải tắt tiếng đó. Mốt đừng hát nữa mày. Mẹ mày hát cục cặc hát hoài. Làm ảnh hưởng. Làm ảnh hưởng lỗ tai người nghe. Where the fuck I am. Double kill.
Trình độ nó kênh 2 thì được rồi. Á đủ mắt biến qua nó chơi mình kìa. Thằng này liều. Nó hết thương ba má rồi, mày lấy cái gì luôn mày chạy. Nói tao nghe. Rồi xong lấy cái gì chơi nữa? Hả? Vừa hát vừa quýnh cũng win. Đâu vậy? Không, cướp là làm gì? Cướp xong mà làm gì? Victor. Sao thằng Chitana? Thằng Chita lả. Chita lẻo. Bố láo được không? Đục đục đâu là điệp đó. Đi đâu? Trình độ nó khỏe lắm, Javan sao mà cửa nào mà đánh lại trình độ được. Cái ăn bao nhiêu hủ cạch. Chết tướng không bao giờ ăn được con trình độ, hứa luôn. Không thể. Bình thường nè. Chạy đấy. Thường nè. Lấy cái gì chạy? Nói nghe coi. Mít xe luôn nè. Nói coi không? Vì làm gì làm với mít xe là điều không thể tránh khỏi. Your team has destroyed a turret.
làm gì nhau nè. All in. Just my style. I hate being responsible. Teo 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 teo. Đâu má cứ ngắt luôn, không rờ được. Trời ơi, xì mai nãy xì mai đi nó chết luôn rồi. Dở vậy. Ôi, đụng nhẹ cái thằng Lee Sin gần chết. Rồi không? Đụng nhẹ cái Lee Sin gần chết luôn. Quá rồi. Do anh choáng nhiều quá. Choáng của con Victor xong chó, chó con này chói lại xong tới con này giật lại choáng. Như đơ luôn. Đơ như cái cờ. Tán thì sắp mặt liền này. Ôi, cảm ơn bạn nha. Ông bạn chơi game gì mà lần nào đâu nét thì không được trả lời đê. Đâu nét gì vậy? Quá quậy. Ok, cảm ơn bạn đang 1985. Trả lời quần quầy, cảm ơn bạn đang nha. Trả lời là trả lời như nào mới gọi là trả lời. Bóp bò. Thank you.
sao mấy thằng nhóc? Where the fuck I am? Thích quẩy không? Chết, trời ơi, trước khi chết là để lại một cục sida vào mồm liền. Nguyên cục sida vào mồm. No one keeps me down. Look out! Mình này có anh được bao đo không? Team mình hồi nãy tôi ké được Baron đúng không ta? Sao không ai còn nữa vậy? Là mấy lần trước ông không mở miệng ra luôn. Ok, cảm ơn bạn đang nha. Chắc là tập trung quá không để ý. Nãy bị chói lại cái là chết à, dí lắm. Chứ tà nào mà nó đánh hay vậy chứ. Cáo vợ lờ. Cái to đánh cũng tốt. Bên nó còn rừng gà thôi. Đúng rừng gà. Bên nó thua rừng. Tôi gánh nát hết. Lee Sin đã bị lừa. Nhanh. Vô combat chủ yếu là chạy nhanh quẩy. Nó cắn chao đờm. Bay lại chi vậy, nó xuống cái chết luôn. It's not
do that again. If there are limits, I haven't found them yet. Ngàn siêu. An enemy has been slain. Rampage. Your team has destroyed an inhibitor. Quên bả đây. Quá cute. Wow.